Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Đã tìm ra lý do Nga dọa đánh Ukraine suốt 3 năm qua, căm tức vì một lời nói dối. Chẳng phải ngẫu nhiên khi Nga tích lũy quân thị uy sức mạnh trước Ukraine, vấn đề không phải là từ Kiev mà là từ một lời nói dối năm xưa. Mỹ giữ lời hứa, Nga đã chẳng ra tay. Trong cuộc hội đàm mới nhất với người đồng cấp Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo các ràng buộc pháp lý để ngăn chặn sự mở rộng của NATO, cũng như việc triển khai các vũ khí tấn công ở các nước láng giềng của Nga. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng NATO đã và đang thực hiện những nỗ lực nguy hiểm để giành được chỗ đứng trên lãnh thổ Ukraine và xây dựng khả năng quân sự dọc biên giới Nga. Thật khó để tưởng tượng có bất kỳ trường hợp nào mà Washington lại từ bỏ mục tiêu kéo Ukraine ra khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Nga, quốc gia vốn mang tính chất địa chiến lược lâu đời của phương Tây. Nhà phân tích địa chính trị Maspari nói với Sputnik. Theo Vary, Ukraine chiếm một vị trí đặc biệt trong học thuyết địa chính trị của Mỹ. Trong cuốn sách The Grand Chessboard 1994, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jed Bicknell Brzezinski từng viết, Ukraine là một trục địa chính trị, một không gian mới và quan trọng trên bàn cờ Á-Âu, vì tồn tại như một đất nước độc lập nhờ vào sự chuyển biến từ Nga. Không có Ukraine, Nga sẽ không còn là một đế chế Á-Âu. Brzezinski cho rằng nếu không có Ukraine, Nga sẽ không thể khôi phục sức mạnh và năng lực địa chính trị của mình. Trong tương lai, những gã khổng lồ châu Á mới nổi như Trung Quốc sẽ hạn chế ảnh hưởng của Moscow ở Trung Á. Cựu cố vấn an ninh quốc gia cho rằng Mỹ phải duy trì quyền kiểm soát đối với Azerbaijan, Uzbekistan và Ukraine. Theo ông, Azerbaijan có thể phục vụ như một hành lang để phương Tây tiếp cận lưu vực biển Caspi và Trung Á giàu năng lượng. Uzbekistan đại diện cho một trở ngại lớn đối với bất kỳ sự kiểm soát mới nào của Nga ở Trung Á. Trong khi đó, Ukraine được Brzezinski xem là quan trọng nhất trong bộ ba. Năm 1997, nhà địa chiến lược dự kiến rằng khi EU và NATO mở rộng, Ukraine sẽ muốn gia nhập cả hai. Mặc dù điều này sẽ mất thời gian, nhưng thập kỷ 2005-2015 sẽ không còn là quá sớm để Ukraine hòa nhập. Nhà phân tích Paris tin rằng kế hoạch mà Brzezinski mô tả đã được nghiền ngẫm từ lâu trước năm 1997 và chính quyền George H.W. Bush đã nói dối của bà Chép khi đảm bảo NATO sẽ không tiếp nhận bất kỳ lãnh thổ mới nào về phía đông. Theo chuyên gia này, toàn bộ cuộc khủng hoảng ở Ukraine được thúc đẩy bởi mục tiêu đưa Ukraine vào quỹ đạo của NATO nhằm làm suy yếu Moscow. Kể từ khi Kiev giành độc lập sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, chính phủ Mỹ đã chi hàng tỷ USD cố gắng lôi kéo Ukraine tách khỏi Nga, đưa vào phạm vi ảnh hưởng của mình với viễn cảnh Kiev gia nhập Liên minh châu Âu và NATO. Nếu Mỹ tuân theo lời hứa không mở rộng NATO, thì đã không có cuộc khủng hoảng ngày nay. Lời đe dọa về sự xâm lược của Nga được Washington sử dụng không chỉ để chuyển hướng sự chú ý của công chúng Mỹ khỏi những sai lầm của chính quyền Joe Biden, che đậy hành động khiêu khích quân sự của Kiev đối với Donbass, mà còn biện minh cho kế hoạch đưa Ukraine vào quỹ đạo, chuyên gia Paris nêu quan điểm. Ông lưu ý rằng Nga buộc phải củng cố biên giới phía Tây khi Mỹ và NATO cung cấp vũ khí sát thương và xây dựng các cơ sở quân sự ở Ukraine, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra lời cam kết táo bạo về việc sẽ lấy lại Crimea từ tay Nga và đưa Donbass trở lại Kiev, bất chấp thỏa thuận Minsk. Sự tích lũy quân sự thực sự đang diễn ra ở đâu? Paris đặt câu hỏi. Kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức, hơn 300 triệu USD trong gói viện trợ an ninh đã được Washington phân bổ cho chính quyền Kiev sử dụng trong cuộc chiến ở miền đông đất nước, nơi 50% lực lượng vũ trang được triển khai trên đường phân giới với các khu vực ly khai. Tổng cộng, Mỹ đã cam kết hỗ trợ 2,5 tỷ USD cho các lực lượng của Ukraine kể từ năm 2014, theo Nhà Trắng. Những cáo buộc của chính quyền Mỹ và giới truyền thông về việc Nga đang điều quân ở biên giới phía Tây với Ukraine cho một cuộc xâm lược không chỉ hoàn toàn vô căn cứ mà còn thiếu bối cảnh rõ ràng. Những cáo buộc của chính quyền Mỹ và giới truyền thông về việc Nga đang điều quân ở biên giới phía Tây với Ukraine cho một cuộc xâm lược không chỉ hoàn toàn vô căn cứ mà còn thiếu bối cảnh rõ ràng, Paris lưu ý. Việc truyền thông phương Tây đưa tin sai về cuộc khủng hoảng Ukraine có thể dẫn đến sự đảo ngược hoàn toàn thực tế khi những kẻ xâm lược lại bị coi là nạn nhân và ngược lại.